Vâng, xin trân trọng chào mừng và chào đón tất cả các bác và anh em trên mọi miền Tổ quốc đến với kênh Thiên Nguyễn Audio Hải Dương. Kính thưa các bác, hôm nay thì là ngày cuối tuần, cũng xin phép được kính chúc các bác và anh em có một ngày nghỉ cuối tuần đầy bình an và hạnh phúc. Cũng như thường lệ thì hôm nay chúng tôi xin phép được giới thiệu các bác và anh em một con radio cassette cũng rất là huyền thoại, và con này thì cũng được bán trên kênh rất là nhiều rồi. Và cũng rất nhiều các bác đang mong muốn sở hữu những cái sản phẩm này và được tuyển chọn hết sức là kỹ lưỡng và được bảo dưỡng một cách cầu kỳ, cho nên là cũng chất lượng âm thanh cũng như là chất lượng về sản phẩm rất là tuyệt vời. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bác và anh em đó là một con gì đây. Vâng, trước mắt các bác và anh em thì đây là một cái con tôi đang muốn giới thiệu các bác là con gì đấy ạ. Đó là con đài sáp có model là GF303SB. Con này là một trong những con đã được bán trên kênh rất là nhiều và cũng rất nhiều các bác đã chơi và sở hữu sản phẩm này rồi, thì các bác cũng rất là ưng ý với những sản phẩm này các bác nhé. Đấy, thì hôm nay xin phép được giới thiệu các bác và anh em, đây là một trong những con rất xứng đáng để các bác sưu tầm. Thứ nhất là em này đã sử dụng một cặp loa bát 16 cm các bác nhé. Đây các bác có thể thấy đây, loa bát của nó là 16 cm này các bác này. Đấy, và 5 cm là loa check các bác nhé, thì rất là rõ luôn. Và em này được tuyển chọn quá là tuyệt vời, quá là kỹ lưỡng. Khi các bác nhìn một cái sản phẩm này thì các bác thấy đầu tiên là gì? Đó là cái cặp viền mạ chrome sáng bóng như gương, như mới tinh luôn các bác nhé. Đây, các bác có thể thấy đây. Và em này tôi sẽ báo giá chi tiết để các bác có sự cân nhắc nha. Toàn bộ các cái đường viền này zin 100% các bác nhé. Đấy, zin 100%. Loa của nó trắng phau này các bác này. Loa zin 100% trắng phau. Đấy. Và toàn bộ các cái phần này các bác có thể thấy đây, chi tiết phần mặt tiền này. Rất mới đúng không ạ? Tôi sẽ quay rất chậm để các bác có thể xem một cách cặn kẽ nhất. Đây. Đây là chiếc sáp đầu tiên các bác này. Đây. Tôi quay rất chậm để các bác có thể cảm nhận được độ đẹp của sản phẩm. Đó, hai đồng hồ full rất là đẹp, hai anten. Và tất cả những cái này zin 100% các bác nhá. Hai anten này cũng là hai anten zin các bác này. Đây, anten đây. Đấy, anten rất dài, zin. Đấy. Đây. Cái phần bên trên các bác này. Đây là phần bên trên của sản phẩm đây các bác này. Tất cả các hệ thống phím nút đây. Sáng quắc soi gương như mới tinh luôn các bác nhá. Đó, rất đẹp, tay cầm mạ chrome các bác thấy không? Sáng trắng phau. Trắng phau luôn. Đây, các bác có thể thấy chiêm ngưỡng phía sau của sản phẩm đây các bác này. Đấy, một cái sản phẩm đẹp hay không đẹp các bác có thể nhìn thấy đây, rất chi tiết luôn ở phía sau đây. Đấy. Và đây là model sản phẩm các bác này. Sáp GF303SB. Số seri của nó là gì đây? 8528 các bác nhá. Tất cả những con trung tâm quay đều có số seri. Và đây là cái phần đường vào đường ra của nó đây các bác này. Đấy, nó còn trắng phau mới tinh này các bác thấy không? Thông thường những cái này nó rất hay bị ham, hay bị oxy hóa, nhất là cái ổ AV các bác này. 10 con như một là nó sẽ bị han hết, nó không còn trắng là đâu. Hoặc là cái này như thế này các bác này. Đấy, rất hay bị ấy, cái này là cái bẩn như các bác nhá. Bẩn không hết nên nó trắng phau này. Đấy. Và đây cái phần pin. Pin thì với con sáp thì nó đặc trưng của những con sáp những đời này thì 100% con nào cũng thế các bác nhá. Đây. Nó chỉ không bị chảy nước thôi. Chứ còn bản chất của cái dòng pin này cái nào cũng thế, bởi vì chân này mạ đồng. Thì con nào cũng con nào hết các bác nhá. Đây còn nguyên hết này các bác này. Đó. Sản phẩm đây các bác theo. Quay 360 độ cho các bác luôn. Tất cả các vị trí. Cái này là cái bẩn các bác nhá. Đây là cái này cái bẩn này. Đó. Nó là cái băng dính này. Nó là cái băng dính này. Đấy, nâu sẽ hết các bác nhá. Nó là cái bẩn băng dính thôi. Ốc tất cả của nó sáng quắc soi gương các bác nhá. Ốc này, tất cả ốc của nó này các bác này. Đây này. Đấy, sáng quắc soi gương luôn. Đấy thấy chưa? Đấy, tất cả các vị trí. Tay cầm rất đẹp, rất mới, anten zin hết các bác nhá. Con này thì thực sự là sưu tầm được những con đẹp như này thì rất xứng đáng rồi. Và con này có phân khúc giá rất là hợp lý, tôi sẽ báo giá chi tiết ở cuối video. Các bác cố gắng xem test chi tiết sau đó là tôi sẽ báo giá. Ok, tôi xin phép được test sản phẩm cho các bác để các bác có cái sự cân nhắc về chất lượng sản phẩm. Bởi vì các bác lưu ý rằng một cái đài sản phẩm đẹp hay không nó không. Một cái đài nó đẹp thì nó rất nhiều yếu tố các bác nhá. Ngoài cái chất lượng về hình thức bên ngoài thì cái chất lượng sản phẩm là cái điều rất nhiều người quan tâm. Bởi vì sao? Bởi vì các bác lưu ý rằng là không phải chỗ nào cũng có những cái khả năng bảo dưỡng cũng như là bảo trì bảo dưỡng kỹ như ở đây. Đấy là cái điều tôi dám khẳng định các bác luôn. Bởi vì các bác có thể xem rất nhiều lơi nhiều kênh bán, thế nhưng thực sự để được cái chất lượng như ở đây thì nó không phải chuyện dễ dàng. Đấy. Cho nên là tôi sẽ test các bác cái âm thanh để các bác cảm nhận đây. Đây là phần radio trước các bác nhé. Đây là phần radio của nó đây. Chương trình 7, khách hàng sẽ nhận được thông báo có tiền trong tài khoản. Người tham gia giao dịch nên chờ thông báo đã nhận được tiền từ ngân hàng thay vì chỉ tin tưởng vào ảnh.
267.740.000 đồng. Thời gian mua nộp hồ sơ từ ngày 13 tháng 3 năm 2020. Hoặc có sóng internet hoặc qua cầu gió bắc vẫn là ở nơi đâu. Chất lượng âm thanh nó phê không? Đấy, đây là những con đài mà cái chất lượng được bảo dưỡng kỹ đấy các bạn. Đây, tôi sẽ test cái phần băng AM các bạn này. AM đây. Tiếng rất là hay. Hai đồng hồ vu. Cái này của nó là các bác để ý tinh nhà nó có đèn đấy nhá. Đây là đèn zin của nó. Nếu bác là có nhu cầu chế đèn thì báo thôi. Còn đây là đèn zin của nó các bác nhá. Đèn zin nó màu đỏ này này. Đó. Đây. Thực ra thì ở Bắc Bộ là cái thời tiết là nó rất hay mưa, trong cả ngày hôm nay là gần như là mưa thường xuyên, mưa phùn các bạn. Thì muốn buổi chiều, cuối chiều chứ không phải buổi chiều, mà cuối chiều này thì bắt đầu là hơi hành, nó không bị mưa. Thì tôi xin phép được quay ngoài trời các bác để cho các bác trải nghiệm một cái sản phẩm nó kỹ lưỡng hơn. Bởi vì tôi rất mong muốn là quay sản phẩm được tỏa tường nhất để các bác bỏ được tiền ra, nó rất xứng đáng tiền nào của đấy các bác nhé. Bởi vì các bác có thể nhìn thấy đây, ví dụ cái đài mà giữ được các cái đường viền nước mạ như thế này thì không phải dễ ạ. Rất là ít ạ. Đây các bác nhìn đi. Đấy, nó mới như này. Trắng phong này, mới này thì không có chuyện dễ, rất là khó, rất là ít cái đài nào giữ được như thế này. Đấy. Cho nên là các bác phải để ý tinh rằng là tiền nào của đấy ạ. Nhấn mạnh các bác là tiền nào của đấy hết. Và con này thì nhấn mạnh các bác là nếu so cái giá trị độ đẹp cũng như giá trị của sản phẩm là cực kỳ hợp lý. Cực kỳ hợp lý, cho nên bác nào nhanh tay thì mình có thể là mua được sản phẩm này thôi. Đấy. Đây tôi sẽ test cái phần cassette các bác này. Quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự. Đây là AM các bạn này, AM nó đây. Đây, FM này các bạn này. Học sinh trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất của ban giám hiệu nhà trường. Đang trao quyết định thần trụ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 14 dự án. Đây là cassette các bạn nhé, cassette ra đây. Ủa? Mùa lùa thầy thì biếu em. Các bác lưu ý nhé, tôi test băng cassette không dài, tránh vi phạm bản quyền. Thế còn bác nào có nhu cầu muốn nghe, tôi sẽ gửi video riêng cho các bác. Đấy, tôi nhấn mạnh thế, tôi sẽ gửi video riêng cho các bác. Thích dài tôi sẽ gửi các bác vào Zalo riêng cho các bác dài luôn. Đấy, để các bác thông cảm tại sao gọi là test băng cassette không test dài. Tôi chủ yếu là test chức năng. Các bác lưu ý là mỗi một kênh có cái cách làm khác nhau, nhưng bên tôi là test chức năng. Đấy, test tất cả các tính năng của nó có chạy hoàn hảo hay không, chứ không phải là test sâu về vấn đề là cho các bác nghe âm thanh. Đây tìm bài các bác này, tìm ngược lại này, đèn nó sẽ nháy các bác thấy không? Tôi sẽ test các tính năng. Ok, tốt các bác thấy không? Đây tạm dừng các bác này. Đấy, tất cả các tính năng sẽ bình thường và tiếng không bao giờ bị méo các bác nhá, tôi đã test rất là kỹ. Và tất cả các tính năng về chỉnh âm thanh các bác này, check bát rồi kích bát, tất cả đều chạy bình thường hết các bác nhé. Bởi vì tôi đã kiểm tra những tính năng, tôi phải kiểm tra rất là kỹ. Đấy. Và đặc biệt là có một số con nó hay bị lỏng. Đấy, thì và bởi vì tôi đã va rồi. Đấy thì không may có những con bị lỏng thì tôi cũng phải đợt sau những con về 303, 305 là tôi kiểm tra rất là kỹ về vấn đề là nó bị lỏng. Ví dụ có một con bán cho bác ở bên Bắc Linh ấy, là nó bị lỏng cái ghim cầu điện sang bên cái phần công suất thôi. Cho nên là có khi đang chạy bình thường nó lại mất tiếng hoàn toàn luôn. Đấy. Thì nó chỉ là lỏng thôi và tôi đã có tìm cách xử lý cho bác ấy và đã đổi bằng cái bo một cái máy mới rồi. Với em anh ước hẹn duyên thề. Đây các bác này, tìm bài đi này. Con này thì cơ quá ngon rồi, cơ tôi đã kiểm tra quá kỹ rồi. Thì các bác yên tâm là cơ cực kỳ chuẩn. Không biết chạy bình thường các bác này. Đấy. Đấy, vẫn tốt bình thường các bác thấy không? Chạy bình thường hết ạ. Chú ý kiểm tra tính năng thôi. Sẽ thử một cái tính năng tiếp theo, đó là cái phần nai in. Con này thì nai in ở phía đằng sau các bác nhé. Đây nai in của nó phía sau, tôi sẽ chỉ các bác luôn này. Đây nai in của nó đây các bác này. Đây nai in của nó đây. Con này thì hoàn toàn là tiếng Anh hết. Đây các bác nhìn tinh này. Đây nai in của nó đây. Đây các bác nhìn thấy chưa? Nai in, nai out đây. Đấy, còn những cái đường này, đường này cắm mic, đường này cắm ra các cái loa phụ. Thì đây các bác nhìn tinh này, nai in này. Đây. Đấy.
Bạn thấy chưa? Đấy là in của nó đấy. Và em này có thêm một cái đường nữa là đường follow. Các bác nhìn tinh ở trên đây này, nó ghi rất là rõ đây này. Đây này, đây là đường cassette này các bác này. Đây là đường follow này, đường line in này, đây là đường AM này, FM này. Đấy, nó hiển thị hết lên trên này luôn. Và các chức năng ở trên này lên hết lên trên này luôn các bác nhé. Đấy. Các bác này tinh những con nào cũ đấy thì cái ổ này này nó cũng bị han này. Ổ này nó đen xì luôn này. Đấy, đây là những cái đặc điểm các bác có thể rất dễ nhận dạng thôi. Hoặc không, đương nhiên thì cái hệ thống phím nút này rồi. Cái con nào nó mới thì nó mới sáng quắc này. Còn đại số là nó cứ han hết. Cho nên giữ được những con đẹp như này thì không phải là nhiều các bác nhé. Đấy. Con này thì tất cả về hình thức không có tí nào đáng kể gì. Nó có tí tí cái này là hơi có độ chảy một tí tí các bác nhé. Không đáng kể. Nói chung là nó không liên quan đến hình thức và không liên quan đến độ đẹp của sản phẩm luôn. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đây, tôi sẽ test các bác cái phần đường line in này. Tắt đi này các bác này. Tôi đi tôi lại tốt các bác nhé. Này, tôi lại này các bác này. Đấy, công tắc nhắc chạy bình thường các bác này. Đấy, tôi lại này. Tôi đi các bác này. Đấy, công tắc chạy lên này. Đấy, tất cả các chức năng là chạy bình thường hết. Và con này từ rất mới các bác nhé, từ rất mới, cơ thì bảo dưỡng, máy bảo dưỡng thì tuyệt vời, là cẩn thận rồi. Đây, tôi test cho các bác cái phần line in của nó đây các bác này, line in đây. Line in thì đợt này tôi đã cắm từ một cái thiết bị điện thoại ra, mọi lần thì không cắm, nhưng đợt này cắm này. Đấy nha, tôi sẽ cắm một cái thiết bị ra. Đều răng lối đi em đừng nhìn mặt bơ vơ. Đấy nha các bác nhé, chạy line in bình thường nhé. Các bác mà ấn follow thì là cắm đằng trước đây này. Và cái đường này là đường tiếp mát của cái đường follow các bác nhé. Ví dụ các bác chạy đĩa than thì cắm ngay đằng trước, và cái dây này dây tiếp mát của đường đĩa than. Đấy các bác lưu ý nhé. Tóc xòa từ bơ vơ. Ok, chạy hoàn thiện hết các bác nhé. Tình yêu giang dở là... Ok, xin phép được tạm thời dừng test video đây. Thì tôi xin phép được báo giá để các bác có sự cân nhắc. Đây là một trong những sản phẩm tôi nhấn mạnh các bác là những sản phẩm chất lượng, độ đẹp cao và giá thành khá hợp lý các bác nhá. Đấy, tôi nhấn mạnh như thế để các bác lưu ý. Bác nào nhanh thì chốt được những cái con có cái chất lượng, độ đẹp như thế này và giá thành hợp lý. Con này thì các bác biết rồi, nó là dòng hai anten này. Đấy, và hai đồng hồ vu rất là đẹp luôn. Đấy, và con này để hai lo bát của nó 16 phân. Hai lo bát 16 phân và hai lo check 5 cm. Cho nên cần phải cho âm thanh rất là hay. FM của nó full 108 rồi các bác nhá. Full 108. Và con này thì hoàn toàn là tiếng Anh hết các bác nhá. Tiếng Anh 100% hết. Thế nên các bác rất dễ sử dụng. Rất dễ sử dụng luôn. Thì hiện tại con này đang bán cho các bác là gì? Con này đang bán cho các bác là hỗ trợ các bác tối đa về 7 triệu các bác nhá. 7 triệu các bác có một con đài Sharp GF303SB tuyệt đẹp luôn. Đấy. Và con này về chất lượng âm thanh cũng như chất lượng ruột của nó là không thể góp ý được hơn, nó tuyệt vời rồi. Đấy. Và bác nào có nhu cầu cần, tôi sẽ gửi cho các bác chi tiết về phần ruột gan. Bởi ruột gan thì từ trước giờ các bác biết là trung tâm test rất là kỹ. Còn nếu như các bác không ngại thì các bác có thể bớt chút thời gian, tôi sẽ mở các bác xem phần ruột để các bác trải nghiệm một cách cặn kẽ hơn. Tôi xin phép các bác một chút thời gian nhé. Đây. Đây các bác này, toàn bộ phần ốc được tháo ra rồi. Ốc của nó con nào, ốc nào sáng quắc cho gương các bác nhé. Này, ốc của nó này. Đấy, ốc được tháo rồi này, tôi sẽ mở các bác xem cái phần mặt của nó đây. Ok các bác này, sản phẩm đã được tháo rồi. Nói chung là ai cũng thế thôi, lấy vợ thì cũng muốn xem từng xem tận, bởi vì các bác thì toàn người ở xa, không phải là ở gần, cho nên là cũng mong muốn rằng đỡ phải mất thời gian. Đây, tôi cũng xin bớt chút thời gian ra, các bác nhìn thấy chưa? Đây là cái hai công suất của nó các bác nhé, cái công suất của hai vía loa. Đấy, đây phần cơ đây các bác nhìn thấy chưa? Bảo dưỡng không một hạt cát nhỏ luôn. Đấy các bác nhìn thấy đây, máy zin 100% hết các bác nhé. Khi bảo dưỡng xong các bác để ý không có lệch một vị trí một dây. Các bác nhìn tinh này, đây này, các hệ thống dây chói của nó như thế nào, đúng chuẩn như thế luôn. Đây. Đấy. Loa nó trắng phau này các bác nhìn thấy chưa? Đấy, cho nhiều các bác cứ bảo là tại sao loa nó trắng phau thế? Bởi vì cái loa nó mới. Kể cả đây những cái con quay các bác thấy, nhiều con nó vàng chứ con nó cũ. Bản chất của cái con đài sáp này của nó là mới tinh, xuất xưởng của nó là loa trắng phau. Không có màu vàng các bác nhá. Màu vàng chẳng qua nó lão hóa thời gian. Cho nhiều bác cứ giải thích đấy mà là zin không hoàn toàn, tức là con ấy nó cũ đi thì nó phải vàng, nó là chuyện đương nhiên. Đấy. Đấy là tôi nhấn mạnh để các bác lưu ý. Còn cái con có một số con là màu đen, gốc của nó màu đen, theo thời gian nó sẽ màu xăng răng, màu lâu lâu. Đấy. Tức là nó cũng bị lão hóa theo thời gian. Đấy, thì đây là những con ít bị lão hóa nhất các bác nhé. Đấy, thì đây là toàn bộ cái phần của nó đây. Đây, loa của nó này các bác này. Đấy. Trắng phau như này cơ mà. Đây, máy của nó mới này cơ mà. Các bác nhìn thấy chưa? Không lệch con ốc luôn. Đấy. Này, đầu từ các bác nhìn này. Đầu từ của nó còn mới tinh này này. Này các bác nhìn thấy chưa? Đấy, đầu từ nó thế này cơ mà. Không có độ mòn. Bánh tì thay hết rồi các bác nhá. Bánh tì đây có ra tất cả thay chuẩn chỉ hết rồi. Đấy.
tất cả bánh thịt dưa được thay hết rồi. Ok, sản phẩm thì cũng đã được quay mở ruột để cho các bác cảm thấy hài lòng khi các bác ở xa. Đã phải mất thời gian là tôi lại quay chụp lại các bác cái phần ruột can. Và con này bán cho bác công khai là 7 triệu các bác nhá. 7 triệu các bác có một con đài sáp GF303SB xuất sắc luôn. Đấy. Ok, xin chân thành cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Xin kính chúc các bác và anh em có một cuối tuần đầy bình an và hạnh phúc nhé. Xin chào các bác ạ.